trào ngược dạ dày, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh. Bình Vị Thái Minh ngăn trào ngược dạ dày, giảm viêm loét và đau dạ dày. Ngày hôm nay 30 tháng 10, cơ quan chức năng Hàn Quốc đang điều tra vụ dẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại phố Itaewon, thủ đô Seoul vào đêm 29 tháng 10, khiến ít nhất 151 người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu từ truyền thông địa phương, nhiều nhân chứng cho biết sự việc bắt nguồn từ một số người hô lên là có người nổi tiếng xuất hiện tại khu vực, khiến một lượng lớn người đổ xô vào một con hẻm nhỏ gần khách sạn Hamilton Itaewon. Giải thích về nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong, tờ Hedonan Times cho rằng khi có hiện tượng chen lấn quá mạnh diễn ra trong một không gian hẹp như thảm họa đêm qua, lực có thể lớn đến mức bẻ cong thép và khiến nhiều người nghẹt thở và ngừng tim ngay cả khi đang đứng trong đám đông. Trong trường hợp bị ngã xuống, họ sẽ bị đè lên với dòng người và chịu áp lực mạnh đến mức không thể thở nổi. Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul phối hợp với Bộ Công an và An ninh Hàn Quốc đã tới hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng xem xét liệu các quán bar và các câu lạc bộ trong khu vực có tuân thủ các quy định an toàn hay không.